Sáng ngày 3 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức đối thoại với các hộ dân có kiến nghị phản ánh về hoạt động khai thác đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Ngọc tại khu vực núi Trại Sơn B, xã An Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Viền, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, chủ trì cuộc đối thoại. Tại cuộc đối thoại, các hộ dân nêu kiến nghị liên quan đến hoạt động khai thác đá ngoài phạm vi 4,75 ha được cấp phép nổ mìn của công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Ngọc tại khu vực núi Trại Sơn B, gây chấn động, khiến đá văng vào nhà dân, ảnh hưởng đến đời sống, mất an toàn và nguy cơ ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực hang Công An nằm trong cụm di tích Trại Sơn, di tích lịch sử cấp thành phố. Các hộ dân đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Ngọc sớm xác định rõ mốc giới khai thác đá, di chuyển khu mộ của người dân đến nơi an toàn, di rời nhà ở của một số hộ dân ra khu vực bán kính an toàn khai thác đá, hỗ trợ bồi thường về ảnh hưởng bởi bụi đá trong quá trình khai thác đá, thông báo lịch khai thác đá để người dân ổn định cuộc sống. Với kiến nghị trên, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Ngọc, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Ủy ban nhân dân xã An Sơn thông tin Công ty Kiên Ngọc được Ủy ban Nhân dân thành phố cấp phép khai thác khoáng sản theo giấy phép số 246 GPUBNZ ngày 29 tháng 1 năm 2013. Theo đó, cho phép công ty được khai thác khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực núi phía Tây Nam, khu B, núi Trại Sơn, xã An Sơn với tổng diện tích hơn 16 hectare, tổng trữ lượng hơn 5 triệu mét khối. Trong đó, diện tích khu vực khai thác là 10,03 ha và công trình phụ trợ 6,61 ha. Từ năm 2020, công ty thực hiện khai thác khoáng sản trong phạm vi 4,75 ha đã hoàn thành các thủ tục theo quy định và hoàn thành thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân trong phạm vi an toàn nổ mìn và ảnh hưởng bởi hoạt động nổ mìn. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Văn Viễn yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Ngọc dừng ngay việc nổ mìn khai thác khoáng sản ở ngoài phạm vi 4,75 ha thực hiện nghiêm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định đối với khu vực khoáng sản còn lại, trong tổng 10,03 ha theo giấy phép được cấp, nhưng chưa đủ thủ tục, điều kiện để khai thác khoáng sản. Đối với nhà ở của gia đình ông Vũ Văn Hợp, nằm trong bán kính an toàn nổ mìn 10,03 ha của công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Ngọc, nhưng chưa đầy đủ thủ tục theo quy định. Đề nghị gia đình phối hợp cơ quan chức năng liên quan kiểm đếm, di rời nếu đủ điều kiện tái định cư sẽ được xem xét. Đối với diện tích 4,75 ha của công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Ngọc được Ủy ban nhân dân thành phố cấp phép nổ mìn, đề nghị công ty thực hiện cắm lại toàn bộ mốc giới có sự giám sát của người dân. Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện mới được phép khai thác khoáng sản trở lại. Khi khai thác khoáng sản, công ty nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật để bảo đảm an toàn cho người dân địa phương. Đối với diện tích khai thác ngoài phạm vi 4,75 ha mà người dân địa phương phản ánh, ủy ban nhân dân huyện đề nghị cơ quan chức năng liên quan xem xét xử lý theo quy định